xin được đầu thành đảnh lễ cung kính giới thiệu chư tôn hòa thượng trong ban hội đồng giáo phẩm, hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ và Canada. Chúng con xin được đầu thành đảnh lễ giới thiệu chư tôn thiền đức tăng trong ban giám học của khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 8 năm nay. Chúng con xin được đầu thành đảnh lễ cung kính giới thiệu toàn thể chư tôn thiền đức tăng, chư tôn thiền đức ni, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni đã hiện diện đông đảo trong ngày hôm nay. Và trân trọng kính giới thiệu tất cả quý học viên Phật tử của khắp mọi nơi đã về đây tham dự theo như số mà chúng tôi được biết là trên 400 vị. Giờ này là diễn văn khai mạc. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thông Hải, trưởng ban tổ chức khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tuyên đọc diễn văn khai mạc của khóa tu học này. Thành tâm kính đảnh lễ Hòa Thượng Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa toàn thể quý vị truyền thông báo chí tại địa phương cũng như từ mainland của Hoa Kỳ, kính thưa tất cả quý vị học viên hiện diện, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thật là một niềm sung sướng vô cùng sau một thời gian khá dài mà chúng con tuân thủ những lời dạy của các bậc thầy hạ kính của chúng con, các bậc trưởng lão dạy công về Phật pháp, đã hy sinh cho tiền đồ của Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ra đến hải ngoại. Quý vị, quý ngài không quản ngại cực nhọc, tuổi già sức yếu, theo thời gian năm tháng hoằng pháp nơi xứ người, quý ngài đã hy sinh tận tụy. Hôm nay chúng con xin ghê lòng đảnh lễ quý ngài, khích lệ tạo điều kiện cho chúng con để chúng con thực hiện một việc làm mà khó có thể làm được. Thứ nhất, hôm nay nơi hải đảo Hạ Quy Di, nơi hội trường mà chúng ta đã tạo thành một ngôi đạo tràng phạm vụ trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, con xin thành kính ngưỡng vọng về hòa thượng chánh văn phòng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ. Ngài là người đã khích lệ rất nhiều cho chúng con vẫn còn nhớ đó là thời gian an cư kiết hạ cách đây 8 năm tại chùa Bát Nhã của Hòa Thượng Thích Thiền Quang ở thành phố Calgary, Gia Na Đại. Con được hậu cần ngài và gần gũi ngài, ngài đã khuyến khích cho con đứng ra tổ chức cái khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ nhất. Vì nghĩ đến sự hy sinh của quý ngài mà con đã đứng ra đảm nhiệm cho lần thứ nhất khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ được thành tựu viên mãn. Những lời khuyến tấn, những sự khích lệ của hòa thượng đã nung cho con có một cái chí lớn mạnh, cái chí xúc trần thực sự, cái chí hy sinh vì tiền đồ của Phật giáo Việt Nam của chúng ta nơi hải ngoại này.
hôm nay. Trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của chữ Tôn Đức Hòa Thượng, chữ Tôn Đức Tăng Ni, con xin hướng vọng về nơi tịch thất của Ngài tại thung lũng Hoa Vàng, thành phố San Jose, miền Bắc California. Con xin thành kính thành lễ Ngài. Cứ đến, con cũng ngưỡng vọng về Hòa Thượng Thượng Tín Hạ Nghĩa, Viên chủ Tổ đình Từ Đàm Hải Ngoại tại thành phố Dallas, Fort Worth, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, để xin được một lại đảnh lễ Hòa Thượng Chủ tịch của chúng con, mặc dù bằng Phật sự tại Úc Đại Lần, trong cái nghĩa tình huynh đệ mà Ngài không bao giờ bỏ chúng con trong những lần khóa tu. Chỉ có lần này Ngài đã xin lỗi con, và con cũng không dám nhận lời xin lỗi này, và chỉ biết cúi đầu với vẻ mặt buồn, và Ngài cũng đã nhìn, đã thấy. Thì hôm nay, mặc dù không có sự hiện diện của nhị vị Hòa Thượng thương kính của chúng con, nhưng mà quý Ngài vẫn thầm cầu nguyện cho huynh đệ anh em trẻ của chúng con dũng tiến, chân cứng, đa niềm để hoàn thành cái trách nhiệm bổn phận mà quý Ngài đã tin tưởng giao phó. Đó là hai lại con xin ngưỡng vọng về vị vị trưởng lão Hòa Thượng Khả Kính của chúng con. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị học viên, sau một đêm trôi qua nơi khách sạn Alamo Grand Hotel này, chúng tôi thiết nghĩ rằng quý vị đã thấy được sự quý báu mà người Việt Nam chúng ta nói chung và nói riêng, Phật tử đang sinh sống nơi đất nước tự do của tiểu bang Arkansas này. Quý vị đã biết cái sự khó khăn của người dân Việt Nam của chúng ta nơi hải đảo này rồi. Trên phương diện vật chất cũng ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều. Thì cái sự sinh hoạt của người Việt Nam của chúng ta ở nơi đây cũng ảnh hưởng không ít trong sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Nếu nào không có sự hỗ trợ của chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni, các huynh đệ tăng ni trẻ, kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, chắc có lẽ là con sẽ không làm được như ngày hôm nay. Chúng con xin tất cả quý Ngài một lần nữa cho một tràng pháo tay. Cảm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni trẻ và ba mươi ngày rất sớm vì thương mến con và giúp đỡ, cũng như quý Phật tử thiền nam tín nữ, nhất là phái đoàn của ở tại Âu Châu, Paris, Pháp Quốc và Vương quốc Anh đã sang rất sớm để giúp đỡ cho chúng con trong cái công việc tổ chức, vì ở nơi đây Phật tử rất bận rộn và những người lớn tuổi, các cụ, các bác không thể nào giúp chúng con được. Xin quý Ngài, quý vị cũng cho một tràng pháo tay tán thán quý vị quý sư trong những trụ trì của chùa Tịnh Độ tại Paris, Pháp Quốc đã đưa phái đoàn 20 vị sang bên này. Xin thành kính tri ân quý sư cũng như tất cả quý vị. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, như quý vị đọc trong kinh, Đức Phật có dạy trong kinh Hồng Danh Sám Hối, Đức Phật dạy rằng cái câu mà chúng tôi thường nhắc nghe, nhắc nhở của quý Phật tử thì nam tín nữ trong các đạo tràng chúng tôi cũng dạy, chúng tôi thường khuyên quý vị cái câu thâm là sâu, tín là tinh. Nếu chúng ta có một cái niềm tin sâu đối với ngôi Tam Bảo thì xin thưa quý vị, những gì chữ giai đây là điều, sung là sung túc, mạng là đầy đủ. Từ trường đời cho đến trường đạo, nếu chúng ta tin tưởng Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát và
hiện thực. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta mong muốn đều được thành tựu viên mãn, đó là riêng cá nhân của chúng con cũng như chúng tôi trong nhiều năm qua làm Phật sự nơi đất khách quê người này. Vì lòng tin tưởng, tin sâu Tam Bảo và nhiệt quyết dấn thân đối với con đường phụng sự cho tha nhân, phụng sự cho chúng sinh, tức là cúng dường cho chư Phật, mà con đã thể nghiệm từ bản thân của mình trong những thành tựu, những điều gì mà con mong muốn, con vừa quỳ dưới chân mẹ hiền Quan Thế Âm và cầu nguyện Ngài thương xót gia hộ cho con được có những đôi tai thiên thụ thiên nhãn mà Ngài gắn cho con, và con mà được hôm nay con kính dân quý Ngài và quý vị nhìn thấy đó, việc làm của con không phải là một hai cánh tay, một cái đầu và hai đôi chân của con, mà đây là Bồ Tát Quan Thế Âm mẹ hiền đã cho con tất cả các chư huynh đệ trẻ của chúng con ở đây đóng góp rất dễ thương, mỉm cười vui tươi và không có một cái ý niệm gì, đó là cái điều mà con tin tưởng nhờ bằng Phật lực. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, con không muốn mất thời giờ của đại chúng, con chỉ biết nói lên lời tri ân cảm ơn tất cả quý vị đã thương quý Ngài, đã thương con từ xa đất liền đi hàng giờ mà quý Ngài đã về nơi đây chứng minh cho cái buổi khóa tu học, buổi lễ khai mạc này. Chúng con xin một lần nữa đảnh lễ chư tôn đức lão hòa thượng chư tôn Thích Tăng Ni, và xin cảm ơn quý vị đệ tử tăng ni và cảm ơn tất cả quý vị học viên đã tu xếp việc nhà việc làm của mình mà bỏ một tuần lễ qua đây, mong rằng tuần lễ này sẽ tuần lễ đầy ý nghĩa trong tình thương yêu và niềm tin hướng về theo con tâm của đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Tài chúng minh trân trọng, chúng con xin trân trọng khai mạc khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 8. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.